Và tiếp theo, Lệ Ngọc xin mời anh Việt Linh để mà gửi đến cho quý vị những nội dung mà trong ngày hôm nay anh sẽ gửi đến cho quý vị, đặc biệt là trong tháng 4 của năm 2019. Như vậy, thưa quý vị, sau hơn 44 năm xa nước, xa quê hương đất tổ của chúng ta Việt Nam, thì anh Việt Linh sẽ gửi đến cho chúng ta để cho chúng ta có những cái cảm xúc của những ngày trong tháng 4. Xin chào cô Lê Ngọc, xin kính chào quý vị thính giả. Nói đến sự gan dạ trên chiến trường, sự hy sinh, quên cả bản thân mình vì đồng bào, vì sự yên ấm của người dân miền Nam, chúng tôi đang muốn nói đến những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Máu của họ, thân thể của họ đã trải đầy khắp các chiến trường trên quê hương Việt Nam thân yêu. Và dù giờ đây, những người lính này, trẻ nhất, cũng đã trên 60 tuổi, và những người lớn tuổi hơn, già yếu, đau ốm, bệnh hoạn, đang sống khắp nơi trên những đất nước tự do, nhưng trong họ vẫn luôn ngời sáng lý tưởng bảo quốc an dân, bởi vì họ là những người lính Việt Nam Cộng Hòa không đội trời chung với Cộng sản. Việt Linh xin mời quý vị thính giả cùng nghe những trải lòng về tháng Tư Đen của Mũ Đen Hoàng Nhật Thơ sau đây. Cuộc chiến Việt Nam trên mặt trận quân sự thật sự chấm dứt lúc 1 giờ 15 trưa ngày 1 Tây tháng 5 năm 1975, sau khi Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng tiểu khu Chương Thiện cùng các chiến sĩ dưới quyền bị sa vào tay giặc. Trước đó một ngày, tức là vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi các đơn vị quân nhân các cấp thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa buông súng. Sau này, cũng có người gọi ông Dương Văn Minh là Tổng thống Vi Hiến. Trong phạm vi bài viết này, tôi không bàn về hai chữ Vi Hiến hay Hợp Hiến, mà tôi chỉ nhắc lại giờ phút lịch sử sang trang của 44 năm về trước, để cùng chia sẻ niềm đau thương dân tộc và vinh danh, tưởng niệm, tri ân những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Sau lời kêu gọi buông súng của ông Dương Văn Minh, một số đơn vị trưởng và cấp chỉ huy vì không muốn người dân và thuộc cấp phải đổ máu trong giờ thứ 25, nên đã ra lệnh kéo mảnh vải trắng lên ngọn cờ tại đơn vị, chấp nhận chấm dứt chiến tranh. Từ ngày đau thương đó đến nay đã 44 năm, mảnh vải trắng đó bị xem là lá cờ đầu hàng. Không, Việt Nam Cộng Hòa bị bán đứng, chứ người lính Việt Nam Cộng Hòa không thua. Miền Nam Việt Nam bị Cộng sản cưỡng chiếm, nhưng người lính Việt Nam Cộng Hòa không đầu hàng. Người lính Việt Nam Cộng Hòa chẳng những can trường để chiến thắng, mà còn can trường ngay cả trong chiến bại. Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, thiếu tướng Phạm Văn Phú, chuẩn tướng Lê Văn Hưng, chuẩn tướng Trần Văn Hai, chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ, đại tá Hồ Ngọc Cẩn đã hãnh diện và hiên ngang thay mặt cho toàn thể quân lực Việt Nam Cộng Hòa chứng minh điều đó. Người lính Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ thua hoặc đầu hàng Cộng sản. Mảnh vải trắng được người lính Việt Nam Cộng Hòa trân trọng, nghiêm trang từ từ kéo lên đỉnh ngọn cờ, kèm theo hai dòng lệ nhạt nhòa trong ngày tang thương đó là vành khăn tang tổ quốc. Mùa xuân đến rồi qua đi, để lại trong lòng người Việt tha hương một nỗi buồn mang mát trên con đường viễn xứ. Tháng Tư lại đến, gợi nhớ trong chúng ta một tháng Tư của 44 năm về trước. Một tháng Tư mà cả một quân đội hùng mạnh, thiện chiến nhất Đông Nam Á phải tan hàng vì sự phản bội của đồng minh. Một quân đội bách chiến, bách thắng bị trói tay trên bàn cờ chính trị thế giới. Một tháng Tư mà cả quê hương Việt Nam bị Cộng sản bắt Việt,
nhuộm đỏ bằng máu của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. 1 tháng 4, mà cả một dãy gian san Việt Nam hoa gấm bị bọn Cộng sản phá tan nát, nhận chìm trong máu và nước mắt của 85 triệu người dân Việt trong suốt 44 năm qua. Tháng Tư Đen 1975. Trở ngược dòng lịch sử, trong suốt chiều dài của cuộc chiến trên quê hương Việt Nam, người lính Việt Nam Cộng Hòa đã dâng hiến cả cuộc đời cho quê hương, tổ quốc, đem sinh mạng của mình đặt trên đường bay của đạn để hoàn thành trách nhiệm mà tổ quốc giao phó, bảo quốc an dân. Chúng ta không thể nào quên được hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa bước trên những đống gạch vụn đổ nát, trộn lẫn xác đồng đội và giặc thù dưới từng cơn mưa đạn của địch quân giăng kín cả đất trời, để cắm ngọn cờ chiến thắng trên cổ thành Quảng Trị vào ngày 16 Tây tháng 9 năm 1972. Hình ảnh của những người lính Việt Nam Cộng Hòa tiến lên trong lửa khói mịt mờ, những trận mưa pháo kinh hoàng của quân thù, máu chảy theo mỗi bước đi để chiếm lại từng tấc đất của quê hương, từng căn nhà góc phố cho những người dân nơi thị trấn An Lộc vào mùa hè đỏ lửa năm 1972. Người lính Việt Nam Cộng Hòa gục ngã trên khắp các mặt trận lớn nhỏ, thân xác của họ nát tan trong đạn pháo của quân thù để cho đất mẹ được an vui. Máu của họ tuôn chảy khắp nẻo đường đất nước, thấm vào lòng đất mẹ cho ruộng lúa xanh tươi, hoặc một phần thân thể gửi lại trên chiến trường đã mục rã theo thời gian. Tất cả sự hy sinh đó là để bảo vệ hai chữ tự do cho miền Nam Việt Nam. Nhưng đớn đau thay, người lính Việt Nam Cộng Hòa đã bị người bạn đồng minh phản bội, bức tử phải buông tay súng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Để rồi bao nhiêu người đã tuẫn tiết chết theo vận nước. Hàng ngàn người đã bị bọn Cộng sản hành quyết ngay sau khi bọn chúng cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Hàng trăm ngàn quân cán chính bị đưa vào 200 trại tù khổ sai, khắc nghiệt trên cả hai miền Nam Bắc. Nhận lãnh sự trả thù đê tiện, hèn hạ bằng những cực hình tra tấn dã man, độc ác của bọn Cộng sản vô thần khát máu. Khoảng 165.000 người đã chết trong các trại tù khổ sai. Khoảng 65.000 người quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa chết mất xác vì bị thủ tiêu. Dòng đời lặng lẽ trôi qua, thoáng đó mà đã 44 năm. Dù các bụi thời gian có chôn vùi tất cả và mọi việc sẽ đi vào lãng quên, nhưng có những sự việc, hình ảnh sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian, trơ gan cùng tuế nguyệt. Đó là những hình ảnh, sức chiến đấu phi thường và sự hy sinh cao cả của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi, những người lính Việt Nam Cộng Hòa, nhắc lại dĩ vãng, không phải để tiếc nuối một thời quá khứ vàng son danh vọng. Đời người lính Việt Nam Cộng Hòa, đầu đội trời quê cha, chân bước đi trên mảnh đất quê mẹ, đôi vai gầy bé nhỏ gánh vác cả gian san, lưng mang ba lô triệu nặng tình yêu quê hương dân tộc, đối diện với cái chết từng giây từng phút. Đường hành quân trong rừng sâu núi thẳm, cả tháng không thấy ánh nắng mặt trời, đôi giày trận chưa hề được tháo ra một lần, nuốt vội vã những buổi cơm gạo sấy dưới cơn mưa tầm tã, rồi tiếp bước quân hành. Cuộc đời của người lính như thế thì đâu có gì gọi là vàng son danh vọng. Nếu có danh vọng chăng là chúng tôi hãnh diện và tự hào được khoác vào mình bộ quân phục của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vàng son của người lính là đem máu xương để đổi lấy sự thanh bình cho quê hương. Chúng tôi nhắc lại dĩ vãng để cho những thế hệ trẻ sau này hiểu rõ về một quá khứ bi hùng, sự hy sinh của người lính Việt Nam Cộng Hòa.
nhờ vào những sự hy sinh đó mà chúng ta còn được hít thở bầu không khí tự do cho ngày hôm nay. Chúng tôi cũng muốn cho thế hệ trẻ đang sống trong nước hiểu rõ hơn về tánh nhân bản và chính nghĩa của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Người lính Việt Nam Cộng Hòa không phục vụ cho bất cứ đảng phái, tổ chức hay cá nhân nào. Người lính Việt Nam Cộng Hòa đi chiến đấu với một trách nhiệm và lý tưởng duy nhất: bảo quốc an dân. Có một số người thiển cận đã đổ hết trách nhiệm lên người lính Việt Nam Cộng Hòa về quốc nạn 30 tháng 4 năm 1975. Cũng có nhiều cấp chỉ huy, lãnh đạo đã đứng ra nhận lãnh trách nhiệm này. Nếu nói như thế thì tội cho người lính Việt Nam Cộng Hòa quá. Người lính Việt Nam Cộng Hòa đã làm hết sức của mình. Người lính Việt Nam Cộng Hòa dù không còn đầy đủ vũ khí, đạn dược và đã bị người bạn đồng minh bỏ rơi, nhưng họ vẫn tiếp tục chiến đấu trong đơn độc với tỷ lệ 1:6 cho đến giờ thứ 25 của cuộc chiến. Cuối cùng, vì quân lệnh, vì kỷ luật của quân đội mà người lính đành nghẹn ngào gãy tay súng. Người lính đã làm tròn trách nhiệm mà tổ quốc giao phó. Một bằng chứng hùng hồn và cụ thể là không có một mảnh đất nào của miền Nam Việt Nam bị Cộng sản chiếm mà người lính Việt Nam Cộng Hòa không lấy lại được trong 20 năm chinh chiến. Nếu miền Nam Việt Nam chế tạo được vũ khí, đạn dược, chiến đấu cơ, chiến hạm và các phương tiện thiết bị chiến tranh, thì đừng nói chi là bọn Cộng sản Việt Nam, mà trên thế giới này khó tìm ra được một quân đội nào được xem là đối thủ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong thời chiến, người lính Việt Nam Cộng Hòa là người chịu nhiều gian nan, cực khổ và nhiều hiểm nguy nhất, nhưng họ lại là những người bất hạnh, tang thương nhất sau cuộc chiến. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa may mắn đến được bến bờ tự do từ những ngày hỗn loạn cuối tháng Tư Đen cho đến những chuyến vượt biển kinh hoàng, những chuyến bay ra đi theo diện HO hoặc chương trình đoàn tụ. Dù họ ra đi bằng phương tiện hay diện nào đi nữa, không phải là họ sợ hoặc trốn chạy Cộng sản. Họ ra đi với một lý do duy nhất: người lính Việt Nam Cộng Hòa không đội trời chung với Cộng sản. Chỉ có thế. Người lính Việt Nam Cộng Hòa buông súng để chấm dứt cuộc chiến trên mặt trận quân sự và chuyển qua một mặt trận mới trong một cuộc chiến mới. Đó là mặt trận chính trị trong cuộc chiến nhân bản. Cuộc chiến nhân bản này chỉ có một trận chiến duy nhất và sẽ là trận thư hùng cuối cùng. Chúng ta dùng lá cờ vàng chính nghĩa để khai tử, bôi xóa vĩnh viễn Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong dòng lịch sử dân tộc Việt Nam nói riêng và dòng lịch sử thế giới nói chung, cho đến ngày hôm nay, 44 năm sau cuộc chiến, người lính trẻ nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng đã trên 60 tuổi. Những cấp chỉ huy, lãnh đạo thì xương tuyết đã phủ trắng mái đầu. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa bây giờ mắt đã yếu, thân thể không còn được khỏe mạnh, tráng kiện như ngày xưa. Nhưng ý chí và lý tưởng của họ vẫn không phai sờn theo dòng thời gian nghiệt ngã của tạo hóa. Dù họ đang sống ấm no nơi xứ lạ quê người, họ vẫn đem những chuỗi ngày còn lại đóng góp công sức vào công cuộc đấu tranh giải thể bạo quyền Cộng sản Việt Nam, để mang lại sự tự do, hạnh phúc, ấm no cho 95 triệu người dân trong nước và những thế hệ mai sau. Tất cả những sự hy sinh của người lính Việt Nam Cộng Hòa được trang trọng lưu vào trang sử của quê hương, kèm theo 4 chữ mang đầy đủ ý nghĩa nhất: tổ quốc ghi ơn. 44 năm chỉ là một thoáng so với thời gian vô cùng tận của tạo hóa, nhưng lại là chuỗi ngày dài đau thương của dân tộc Việt Nam.
35 năm qua, vết thương cũ hầu như chưa một lần khép kín, nhưng đau buồn thay, những hình ảnh kinh hoàng, hoang mang, sợ hãi chen lấn nhau trong những ngày cuối tháng tư đen khi giặc tràn về thành phố. Những hình ảnh vượt biển cả, chống chọi với phong ba bão táp, trực diện với thần chết để đi tìm hai chữ tự do, hầu như đã phai mờ trong lòng của một số người. Cuộc sống cơm no, áo ấm, nơi xứ lạ quê người, đã làm cho họ quên ngày đại tang của quê hương. Họ đã đem cuộc sống vật chất xa hoa nơi đất khách, cố gắng phủ lấp đi sự hy sinh cao cả của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã thờ ơ, lãnh đạm với sự tan nát của quê hương cùng với sự khổ đau, tan tóc của 95 triệu người dân trong nước. Tàn nhẫn hơn nữa là họ đã quay về quỳ mọp bắt tay hợp tác với giặc, những kẻ đã từng sát hại thân nhân của họ và truy đuổi họ vào con đường chết. Hỡi ơi, xin đừng vứt bỏ hai chữ uất hận bên lề đường viễn xứ. Xin đừng nhẫn tâm đâm thêm một nhát dao nào nữa vào lưng những người lính Việt Nam Cộng Hòa đang ôm nỗi uất hờn lưu vong biệt xứ, hoặc đang lê lết cuộc đời tăm tối, tan thương trên quê hương Việt Nam. Xin đừng phản bội những người đã gục ngã, những người đang nằm trong lao tù vì công cuộc đấu tranh để giải thể bạo quyền Cộng sản Việt Nam. Xin hãy đóng góp công sức, góp một bàn tay cho công cuộc đấu tranh này sớm thành công. Xin đừng để con đường viễn xứ mỗi ngày một dài thêm. Kính thưa quý vị thính giả, mấy ngày qua, người dùng Internet trong nước và cả hải ngoại đều xôn xao tìm hiểu tin đảng trưởng Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã bị đột quỵ hay tai biến mạch máu não, chưa ai biết rõ. Và ông ta đã được đưa từ Kiên Giang về Sài Gòn để điều trị. Hiện tình đến nay, vẫn không ai nắm rõ thông tin cụ thể như thế nào. Những ai đang mong từng ngày tên trùm bán nước này xuống gặp đồng đảng dưới suối vàng và trả nợ máu cho người dân. Liệu kẻ lên ngôi đảng trưởng Đảng Cộng sản Việt Nam kế tiếp có cùng một chí hướng bán nước, hèn với giặc, ác với dân như Nguyễn Phú Trọng hay không? Hay sẽ hiểu biết và nhận thức tốt hơn những kẻ đi trước? Việt Linh xin mời quý vị thính giả cùng nghe một bài phân tích về sự việc trên của nhà báo Ngô Nhân Dụng sau đây. Nghe tin ông Nguyễn Phú Trọng đột nhiên vào bệnh viện, các công dân mạng đều bàn tán xôn xao. Chắc hẳn ông ấy bệnh nặng. Nếu chỉ cảm cúm xoàng thì ông có thể được chữa trị ngay tại Kiên Giang, đâu cần phải khiêng về bệnh viện Chợ Rẫy trên Sài Gòn làm gì. Hay là người chung quanh ông lo lắng, không tin ông có thể chữa bệnh an toàn ở một nơi gọi là vùng đất của địch. Những tin tức đầu tiên, vụ ông nhập viện do một nguồn tin từ phe địch đưa ra, chắc hẳn có ý đồ. Như vậy lại càng không nên để ông ở lại thêm một ngày nào. Không những phải lo an ninh, mà còn lo bộ máy tuyên truyền của phe địch nhân cơ hội đục nước béo cò. Trong thời gian ông nằm bệnh viện, các báo đài của đảng Cộng sản vẫn không dám loan tin về bệnh tình của người nắm quyền cao nhất đảng và chức vụ cao nhất nước. Dân Việt Nam vẫn cứ nghĩ rằng ông chủ tịch nước đang ăn tôm bảy món sau khi đi thăm nhà máy đóng gói tôm cùng ông bí thư tỉnh ủy. Khi có tin ông Nguyễn Phú Trọng đã tỉnh lại và ăn được chút cháo, người ta lại càng hoang mang hơn. Đã tỉnh, tức là trước đó đã bị hôn mê. Vì sao lại hôn mê? Hôn mê mất bao lâu? Nếu ông hôn mê quá 24 giờ, thì trong thời gian đó, ai nắm quyền quyết định thay ông? Trong hai chức vụ, Chủ tịch nước và Tổng bí thư Đảng Cộng sản. Nếu có gian thần, âm mưu lũng đoạn, guồng mái đảng và nhà nước, thì có ai biết hay không? Những người đọc sử nước Tàu chắc phải nhớ đến những ngày cuối cùng của Tề Hoàng Công. Ông vua nước Tề vào thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên
đã đóng vai bá chủ chư hầu 40 năm, đã được Khổng Tử khen là người có công bảo vệ văn hóa Trung Hoa qua chính sách Tôn Vương Nhường Di, suy tôn nhà Chu và dẹp trừ các giống dân ngoài Quan Ải muốn xâm chiếm nước Tào. Thế mà khi hoàng công lâm bệnh thì cả dân chúng lẫn quần thần không ai hay biết. Hai gian thần Dịch Nha và Thụ Điêu đã giữ ông vua trong phòng bí mật, không cho ai ra vào, đói cũng không có gì để ăn. Khi ông chết thì năm đứa con trai đánh nhau để giành quyền. Xác của ông bị để hôi thối suốt 67 ngày. Mỗi lần một ông vua chết trong bí mật là diễn ra cảnh tương tự. Năm thế kỷ sau, cái chết của Tần Thủy Hoàng cũng được giữ kín. Xác ông hoàng đế được chở trong xe, chung quanh là xe cá tôm ếch nhái để át mùi xác chết. Trong lúc xe di chuyển về kinh đô Hàm Dương, trong thời gian đó, gian thần Triệu Cao và Lý Tư đã bày mưu giết con trưởng lập con thứ. Dần dần, nước Tần bị tận diệt. Khi Stalin chết đi, bọn đàn em cũng lo giết Beria trùm mật vụ, đang ôm mộng thừa kế ngai vàng. Trước khi đưa Malenkov lên kế vị, rồi đến lượt Hồ Chí Minh, khi chết đi thì được đổi ngày chết, di chúc cũng bị sửa. Chế độ độc tài mới có những cái chết bí ẩn, vì các bạo chúa thường được một đám nịnh thần phò giá chung quanh. Bọn ăn bám này chỉ biết lợi dụng vòng đai bí mật mà bạo chúa dựng lên chung quanh mình để âm mưu thủ lợi. Khác hẳn trong các xã hội tự do dân chủ, các ông hay các bà tổng thống, thủ tướng ở những nước tự do đang khỏe mạnh hay bệnh hoạn thì ai ai cũng biết. Mỗi năm họ trình làng kết quả khám sức khỏe, họ lâm bệnh hoặc nhắm mắt lìa đời, tin tức được công bố ngay. Hơn nữa, trong chế độ dân chủ, việc thừa kế quyền hành đều có tiêu chuẩn được xác định rõ ràng. Khi Tổng thống Reagan bị ám sát hụt, nằm hôn mê trong bệnh viện, người Mỹ biết ngay ai là người đang điều khiển việc quốc gia. Theo thứ tự, Phó Tổng thống, rồi đến Chủ tịch Hạ viện, rồi trưởng khối đa số Thượng viện. Và nếu những người này đều không làm được việc, thì sẽ tới Bộ trưởng Ngoại giao. Trong các xã hội dân chủ tự do, người lãnh đạo không phải lo lắng có bọn nịnh thần hay gian thần âm mưu tiếm quyền sau lưng mình. Không lo những chương trình, kế hoạch, khát vọng, lý tưởng của mình sẽ bị xóa bỏ hay lật ngược lại khi mình hôn mê trong bệnh viện rồi mất đi khả năng làm việc. Ông Nguyễn Phú Trọng đang làm một chiến dịch bài trừ tham nhũng. Nếu ông có mệnh hệ nào thì không biết những người lên thay ông có còn tiếp tục được hay không. Hay là họ vẫn tiếp tục đánh mạnh hơn, nhưng họ sẽ đổi mục tiêu. Thay vì bắt các quan tham phe nghịch, thì họ sẽ quay sang tấn công các tay chân của Nguyễn Phú Trọng. Có thể lắm. Người lãnh đạo làm cách nào để chính sách của mình vẫn tiếp tục như mình vạch ra, dù mình chết đi hoặc nằm hàng năm trên giường bệnh, như chiến dịch đánh tham nhũng chẳng hạn. Phải thiết lập thể chế dân chủ. Trước hết, việc chuyển giao quyền hành chỉ diễn ra đúng trình tự và minh bạch, công khai trong chế độ dân chủ. Quan trọng hơn nữa, chỉ trong chế độ dân chủ tự do và thượng tôn pháp luật thì mới có thể bài trừ tham nhũng. Dưới chế độ độc tài toàn trị thì diệt thằng tham nhũng này sẽ chỉ tạo cơ hội cho thằng tham nhũng khác ngồi lên. Trên các mạng xã hội mấy bữa nay, có nhiều người tỏ ý mừng khi thấy ông Trọng gần đất xa trời. Những người vui mừng đó, nếu không thuộc các phe đang muốn thay thế ông Trọng, thì hơi ngây thơ. Ngây thơ và nông nổi. Bởi vì nếu chế độ độc tài toàn trị còn ngự trên đất nước ta, thì không có Nguyễn Phú Trọng này, sẽ có một Nguyễn Phú Trọng khác. Hoặc có thứ người tệ hơn Nguyễn Phú Trọng nữa. Cho nên,
Nếu có người đang cầu nguyện cho ông Nguyễn Phú Trọng phục hồi sức khỏe và sống lâu hơn nữa, thì cũng không có gì là lạ. Trước đây 24 thế kỷ, có bạo chúa Dionysius ở Syracuse, một thành thị Hy Lạp nổi tiếng. Nhiều người dân chỉ cầu cho ông ta chết sớm. Nhưng có một bà già mỗi ngày tới đền thờ để cầu nguyện cho ông sống lâu hơn. Ngạc nhiên, Dionysius đòi người đó vào và hỏi tại sao. Người phụ nữ kể rằng, khi còn là một thiếu nữ, bà đã phải sống dưới một bạo chúa vô cùng tàn ác. Khi nghe tin hắn chết, bà hết sức mừng rỡ, nhưng tên kế nghiệp còn tham tàn hơn người tiền nhiệm. Bà lại cầu nguyện thần linh cho hắn sớm qua đời. Lời cầu linh ứng. Đến lúc bà ở tuổi trung niên, thì tên bạo chúa thứ nhì cũng chết. Nhưng rồi tên bạo chúa thứ ba còn tệ hơn hai tên trước. Vì vậy, bây giờ khi đến tuổi già, bà chỉ cầu nguyện cho Dionysius mạnh khỏe và sống lâu. Dionysius không biết xét xử bà này bằng cách nào, cho nên tha không giết. Trong các xã hội tự do dân chủ, người dân không cần cầu nguyện như vậy. Thay vì xin thần thánh cho ông chủ tịch nước sống lâu, thì người ta sẽ dùng lá phiếu để thay đổi. Ông Nguyễn Phú Trọng đã tỉnh lại và đã ăn cháo được. Thật đáng mừng cho gia đình ông. Nhưng nếu ông Nguyễn Phú Trọng nhân dịp này mà tỉnh ngộ thì càng tốt hơn. Tỉnh ngộ để thấy rằng kế hoạch bài trừ tham nhũng của ông sẽ đổ xuống sông xuống biển hết nếu ông qua đời. Cả cuộc đời ông với bao nhiêu hoài bão cũng vứt đi hết. Muốn nước Việt Nam thực sự tiến bộ, chỉ có một cách là phải xóa bỏ guồng máy độc tài toàn trị, thiết lập chế độ dân chủ tự do. Trở lại với Lê Ngọc, trong ngày cuối tuần, Lê Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị những cái tin tức liên quan đến kinh tế của nước Mỹ. Theo giới phân tích về kinh tế cho thấy, xuyên qua những cái tin tức từ cơ quan IMF, thì hiện nay IMF đang dự báo tăng trưởng kinh tế của nước Mỹ dự kiến sẽ giảm xuống 2,3% trong năm nay 2019, giảm 0,2 điểm phần trăm so với dự báo mà trước đây IMF đã đưa ra vào hồi đầu năm, vào tháng Giêng của năm 2019. Và con số này sẽ bị giảm sâu hơn xuống 1,9% trong năm tới, năm 2020. Đây là một cái đánh giá mới nhất của giới phân tích về kinh tế, rằng tăng trưởng kinh tế của nước Mỹ sẽ giảm trong 2 năm tới. Song nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, đó là nền kinh tế của nước Mỹ, sẽ không rơi vào suy thoái. Trong một cái báo cáo triển vọng kinh tế thế giới vừa mới công bố, thưa quý vị, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tức là IMF, đã nhận định do tác dụng của những biện pháp kích thích suy yếu, tăng trưởng kinh tế của nước Mỹ giảm xuống 2,3% trong năm 2019. Và báo cáo của IMF cũng cho rằng mặc dù chậm lại, nhưng mà dự báo tăng cho năm 2019 vẫn cao hơn cái mức tăng dự kiến của chính phủ Mỹ. Và yếu tố mà góp phần vào sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Mỹ, đó là vì việc Quỹ Dự trữ Liên bang, tức là Fed, đã tăng lãi suất 4 lần trong năm trước đây vào năm 2018, khiến cho những điều kiện tài chính liên tục bị thắt chặt lại. Và Quỹ Dự trữ Liên bang cũng đã chọn một cái lập trường, đó là chính sách kiên nhẫn hơn, khi mà quyết định giữ nguyên lãi suất trong hai cuộc họp về chính sách kể từ đầu năm cho tới nay của 2019. Và theo lời của nhà kinh tế trưởng, đó là Geeta Gopinath của IMF, mới đây thì cho rằng chính sách tiền tệ vẫn nên phụ thuộc vào số liệu và được ban hành một cách hợp lý, và đồng thời để bảo đảm những kỳ vọng lạm phát vẫn được chắc chắn. Một rủi ro khác đối với sự ổn định của nền kinh tế Mỹ, đó là sự thâm hụt ngân sách liên bang đang vẫn tiếp tục gia tăng. Theo báo cáo mới vừa mới được công bố của Bộ Tài chánh Mỹ, thì thâm hụt kể từ đầu tài khóa này, đó là vừa mới kết thúc vào ngày 30, thưa quý vị, ngày
30 tháng 9. Tới nay thì đã ở mức là 691 tỷ Mỹ Kim, so với mức gần 600 tỷ Mỹ Kim của tài khoá trước, và dự kiến sẽ vượt qua cái con số đó là 1.000 tỷ Mỹ Kim vào cuối tài khoá này. Thêm vào đó, cái doanh số bán lẻ thấp và cái lòng tin về vấn đề kinh doanh có bị giảm sút cũng là những cái trở ngại ảnh hưởng đến nền tăng trưởng kinh tế của nước Mỹ. Số liệu mà Bộ Thương mại Mỹ vừa mới đưa ra trong ngày hôm nay cho thấy là doanh số bán lẻ trong tháng 2 giảm 0,2% so với tháng trước đó, xuống con số 506 tỷ Mỹ Kim. Và giáo sư thuộc Đại học trường Đại học Oregon, đồng thời cũng là một chuyên gia của Quỹ Dự trữ Liên bang Fed của Mỹ, cũng nhận định rằng kinh tế của nước Mỹ sẽ giảm tốc, nhưng một điều rất may là sẽ không rơi vào suy thoái. Và trong ngày cuối tuần, và đặc biệt là thưa quý vị, vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris Notre Dame thì hiện nay cũng đang có một cái sự tranh cãi, và cái câu hỏi này đang được đặt ra là nên giữ lại những cái cách thức truyền thống của nhà thờ Đức Bà hay là hiện đại hóa nhà thờ Đức Bà. Vì trong tuần này thưa quý vị, chủ đề lớn nhất của Paris, của nước Pháp, đó là nhà thờ Đức Bà vừa mới được đưa ra trong ngày hôm qua, ngày 19 tháng 4, là đã có quá nhiều những bài viết đang đặt ra một cái câu hỏi là việc nên giữ lại cách thức truyền thống hay là hiện đại hóa nhà thờ hàng trăm năm tuổi này. Thì một bài viết trên trang nhất của tờ Le Figaro, đó là bức hình của nhà thờ Đức Bà Paris chụp từ trên cao với tiêu đề Nhà thờ Đức Bà, câu hỏi về vấn đề tái thiết, xây dựng lại y như cũ hay là sẽ mạnh dạn có sáng tạo mới về vấn đề kiến trúc. Tương tự, tờ báo Le Monde cũng đặt vấn đề này, thưa quý vị, giống như là tờ Le Figaro, là có nên trùng tu phục dựng nhà thờ Đức Bà y như xưa hay không. Theo cụ kiến trúc sư trưởng của công trình này thì việc phục dựng giống hệt như trước đó là điều hầu như không thể nào thực hiện được. Việc thẩm định những hư hại và giữ ổn định địa điểm sẽ mất rất nhiều thời gian và khó có thể hoàn thành trong 5 năm. Trong một cái bài viết mang tên Vì một vương cung thánh đường của thế kỷ thứ 21, thì tờ The Le Monde đã đánh giá cao quyết tâm của Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron khi mà ông cho biết là sẽ trùng tu nhà thờ Đức Bà đẹp hơn trước, nhưng còn cho rằng thận trọng bởi đó là một di sản độc đáo, một chứng nhân của nhiều sự kiện lịch sử và cũng là một hình ảnh đã bắt rễ lâu đời qua nhiều thế hệ của người Pháp. Và Le Figaro, tờ báo này đã nhắc lại một câu nói của Eugène Viollet-le-Duc, kiến trúc sư nổi tiếng thế kỷ thứ 19 đã trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris, nói rằng người nghệ sĩ phải hoàn toàn nép mình về phía sau. Đây không phải là làm nghệ thuật, mà là tuân thủ theo nghệ thuật của một thời đại đã đi vào dĩ vãng. Việc tái thiết có thể gây thiệt hại cho di tích nhiều hơn cả sự tàn phá của những thế kỷ qua. Và đối với nhiều người dân Paris thì vụ hỏa hoạn nhà thờ Đức Bà cũng đã khiến cho họ phải tự trách mình. Họ là những người đã không biết bao lần đi qua nhà thờ, cứ nghĩ lần khác sẽ vào thăm, thảnh thơi đi dạo ở khu vườn bên cạnh. Nhưng vì cuộc sống của người dân Pháp của họ tất bật cứ cuốn lấy họ, và cái cơ hội vào thăm nhà thờ cứ lần lượt trôi đi. Thế rồi cái vụ hỏa hoạn vừa mới xảy ra đã đốt cháy sự chỉnh mãn của họ, và cũng là một hồi chuông báo động đã đánh thức cái thú, đó là thú mỗi ngày được ngắm nhìn ngôi đại giáo đường Notre Dame de Paris, cảm thấy được ưu đãi khi được sống ở một trong những thành phố xinh đẹp nhất trên thế giới, thủ đô Paris. Và giờ đây họ đã thực sự thấy nỗi tiếc. Và thưa quý vị, qua cái câu hỏi về cách trùng tu xây dựng lại nhà thờ Đức Bà, nên giữ lại cách thức truyền thống hay hiện đại hóa nhà thờ, thì Lê Ngọc sẽ trở lại với anh Việt Linh. Vì chúng ta biết là tuần lễ weekend này đó chính là mùa lễ Phục Sinh, và anh Việt Linh sẽ gửi về cho quý vị nội dung của một bài viết, đó là mùa của Phục Sinh. Kính thưa quý vị thính giả,
Trong tháng 4 này, chúng ta vừa đón lễ Phục sinh khoảng giữa tháng, vừa kỷ niệm một ngày vào cuối tháng, một ngày quan trọng của tất cả những người Việt hải ngoại. Đó là ngày Quốc hận 30 tháng 4. Và nhân dịp mùa Phục sinh năm nay, Việt Linh xin gửi đến quý vị thính giả phần mạn đàm của tác giả Trà Lũ qua bài viết Mùa xuân Phục sinh sau đây. Canada đã hết tuyết và đang bước vào mùa xuân. Mỗi sớm mai thức dậy, ai cũng thấy mùa xuân đang lấp lánh phía chân trời. Dân làng tôi đã bắt đầu bàn chuyện làm vườn, trồng húng, trồng ngò. Nhưng mới bàn mới trao đổi và góp ý thôi. Tháng sau mới trồng thật sự. Đất của Canada tốt quá sức. Trồng cái gì cũng thành công. Chị Ba Biên Hòa đang đi tìm hạt cây dấp cá. Cụ Chánh đang tìm hạt cây thì là. Chỉ mới nghe dân làng bàn chuyện trồng các loại rau thơm mà tôi đã thấy mâm cơm trong mùa xuân ngày hè này sẽ ngon hết sức như vậy. Đó là các chuyện liên can tới các vườn dịp đầu xuân của làng An Lạc chúng tôi. Ngày họp của làng vào đầu tháng thì cụ Chánh tiên chỉ đã nhắc dân làng về ngày lễ Phục sinh giữa tháng và ngày Quốc hận 30 tháng 4 cuối tháng. Mấy cô người Huế trong làng xin ông tiên chỉ tóm tắt chuyện thời sự. Ông kể ngay. Chuyện cộng đồng Việt Nam thì khắp nơi đang bàn chuyện lễ chào cờ và xây đài kỷ niệm thuyền nhân. Riêng tại Montreal, thuộc bang Quebec, thì có tin rất đáng chú ý. Đó là tin tờ Nguyệt Sang, người Việt Montreal, sẽ đóng cửa kể từ tháng 4 này. Đây là một tờ báo uy tín của cộng đồng, không chỉ tại địa phương mà còn khắp nước Canada và cả ở hải ngoại. Ban chủ biên, bác sĩ Trần Mộng Lâm, bác sĩ Nguyễn Lương Tuyền, nói rằng chúng ta đang bước vào giai đoạn mới nên cần tiếng nói mới. Và không biết bao giờ thì tiếng nói mới xuất hiện đây. Còn tình hình quốc gia thì có tin tỉnh bang British Columbia ở miền Tây đang dự tính hủy bỏ việc đổi giờ hàng năm. Sẽ không còn vặn lên một giờ vào đầu xuân và rồi lại vặn xuống một giờ vào đầu mùa đông. Ngoài ra, toàn quốc ai cũng an cư lạc nghiệp. À còn tin này, ai cũng cảm thấy mà không ai công khai nói ra. Đó là các quan chức Trung Cộng và Việt Cộng đang âm thầm chuyển tiền tham nhũng sang cất giấu ở đây rất đông, hoặc ở ngân hàng hoặc tẩu mãi nhà cửa. Tôi có người bạn thân mới đi Việt Nam về. Anh cho biết nền giáo dục Việt Nam hiện nay xuống dốc, nên nhiều bậc cha mẹ có tiền đều lo cho con cái xuất ngoại du học. Nơi đến là Canada và Hoa Kỳ. Hiện tượng này có tên là lên thuyền. Không phải là lên thuyền tị nạn cộng sản như ngày xưa, mà là lên thuyền trốn sự giáo dục đầy sai lạc và dối trá. Chị Ba Biên Hòa gật đầu đồng ý ngay về tin này. Chị bảo rằng số sinh viên Việt Nam du học hiện nay rất đông. Cứ nhìn các em làm việc chạy bàn ở các nhà hàng thì đủ rõ. Em nào cũng muốn đi làm để có thêm tiền mua sách vở. Còn tin thời sự quốc tế thì sao? Vẫn những tin cũ. Vẫn cụ Trump bên Hoa Kỳ với việc xây tường biên giới phía Nam. Vẫn tin cũ can thiệp vào nội bộ xứ Venezuela. Vẫn tin tranh đua kinh tế với Trung Cộng. Còn bên Anh thì vấn đề ly khai liên bang Âu Châu Brexit vẫn còn đang rối lắm. Bên Pháp thì vấn đề dân áo vàng biểu tình vẫn còn sôi nổi. Bên Á Châu thì việc Trung Cộng bành trướng chiếm biển Đông, chiếm biển Việt Nam ngày càng hung hăng. Trung Cộng đang ra sức đấu tranh với Mỹ. Ai cũng mong cụ Trump theo được gương cụ Reagan ngày xưa. Bạn đọc có còn nhớ năm xưa khi Nga Xô cố gồng mình cạnh tranh với Mỹ
thì cụ Reagan đã làm cho Nga Xô đứt gân bụng rồi xẹp luôn. Cầu mong cụ Trump theo được con đường của cụ Reagan. Mỗi khi họp làng vừa xong, thì thường cụ Chánh yêu cầu anh John kể chuyện. Bữa nay anh John đã đi bước đầu, anh phỏng vấn cụ trước. Thưa bác từ Hà Nội sang thẳng Canada, bác có thấy nhiều sự khác biệt không? Cụ Chánh trả lời ngay, thấy nhiều lắm chứ, cái gì cũng khác, từ nhà cửa ăn uống đến ăn mặc. Ngoài Bắc quê tôi thì manh quần tắm áo có được là quý hiếm lắm. Ở đây thì ôi thôi, không quý hiếm mà ê hề. Quê tôi, đàn bà con gái có cái áo nâu quần đen đã là sang trọng lắm rồi. Còn ở đây thì chào ơi, áo dài muôn sắc, dài quét đất. Nghe đến áo dài thì có ông nổi giận. Ông giơ tay xin tiếp lời cụ Chánh, nói rằng cụ nói rất đúng. Cái kiểu thời trang bây giờ làm tôi rất ngứa mắt. Cái áo dài nó đẹp trang nhã như vậy, nó thơ mộng ở chỗ hai vạt áo nối vào nhau ở hai bên sườn, trên cạp quần một chút, tạo ra một kẽ hở hình tam giác. Nó lộ ra một chút da trắng hồng. Ôi kẽ hở tam giác này, nó đẹp và sexy làm sao. Bây giờ áo dài thời trang thì lại rộng và dài quét đất, chả còn lộ ra cái tam giác trắng nõn bên sườn nữa, chả còn lộ ra cái quần dài bên dưới. Các cụ cứ xem các phim ca nhạc mà coi, áo dài có diêm dúa nhưng mất hết vẻ thơ mộng. Theo tôi chỉ thấy có ba nữ lưu này còn giữ được tấm áo dài thơ mộng ngày xưa. Đó là cô tài tử Kiều Chinh, cô ca sĩ Khánh Ly và Hoàng Oanh. Dân làng ai nghe những lời bình luận này đều gật gù đồng ý. Ông bạn được hứng xin nối tiếp sang cái khăn đội trên đầu. Theo ông, gốc cái khăn là để cuốn mái tóc dài. Xưa các cụ ta cuốn mái tóc bằng khăn lụa hay khăn nhung và chỉ cuốn độ hai vòng là cùng, vì có ai tóc dài phải cuốn đến ba hay bốn vòng đâu. Biểu tượng đẹp của việc vấn khăn này là Hoàng hậu Nam Phương, vợ của vua Bảo Đại. Các bạn cứ tìm hình bà Nam Phương ngày xưa mà coi. Bà vấn khăn trên đầu rất đẹp, rất thanh nhã, rất quý phái. Còn bây giờ thì sao? Chào ơi, đa số các bà các cô không vấn khăn mà đội những vành khăn giả tạo to như cái rế. Khăn gì mà cuốn bao nhiêu là vòng, trông không còn ra khăn vấn nữa. Nó to và cao như cái rế nhà bếp. Thị trường trang sức bán những cái rế này màu mè xanh đỏ khắp nơi. Nhiều đoàn thể phụ nữ bây giờ có trào lưu đội rế. Các bạn cứ xem các cuộc diễn hành và rước sách mà coi. Các bà các cô mặc áo dài quét đất và ai cũng đội rế to đùng trên đầu. Việc này đã lan vào cả nhà thờ, nhà chùa. Ông cụ Chánh tiên chỉ thấy ông bạn này bị bán vành khăn đã hơi dài nên cụ ngăn lại, không muốn ông nói tiếp nữa. Cụ bảo đấy là nếp sống tự do phục sức, tự do trang điểm. Anh John đã giúp ông bạn chuyển đề tài. Anh hỏi ngay, nhân ngày tháng tư đen, xin bác kể cho làng nghe những chuyện bi thảm của cuộc chiến mà bác đã từng chứng kiến. Câu hỏi này đã chạm vào lòng ông bạn. Ông bảo những chuyện bi thảm thì ôi nhiều vô cùng. Tôi gốc nhà binh mà. Nhưng có một chuyện mà tôi vẫn nhớ mãi, mỗi khi nói đến chuyện Tết Mậu Thân năm 1968. Năm đó, cả miền Nam đã ngây thơ tin rằng Việt Cộng sẽ tuân lệnh hưu chiến trong 3 ngày Tết. Ngay cả Tổng thống Thiệu cũng tin như vậy, nên ông đã về quê vợ ăn Tết. Nào ngờ Việt Cộng gian trá và ác độc. Chúng đã bí mật xua quân nổ súng tại Sài Gòn, nơi bị Việt Cộng tràn ngập đầu tiên là ngã tư Bảy Hiền gần sân bay Tân Sơn Nhất. Và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội thấy bóng Việt Cộng
là bà con bồng bế nhau chạy. Có một gia đình kia chạy giặt, thấy vừa im tiếng súng liền chạy về nhà. Bà vợ vừa mở cửa bước vào nhà liền thét lên một tiếng, rồi ngất xỉu. Anh ơi, có thằng Việt Cộng chết trong nhà. Anh chồng chạy vội vào, thì thấy xác một tên bộ đội nằm ngay giữa nhà, mặt nó úp xuống đất. Ông vội lật nó lên, và lạ lùng thay, mắt nó, mũi nó, miệng nó máu chảy ra ròng ròng. Ông cho là điềm gỡ, bèn móc túi nó tìm giấy tờ. Ông tìm được một cuốn sổ nhỏ ở ngực áo, ngay trang đầu là tên tuổi nó, số quân rồi địa chỉ ngoài Bắc. Rồi ngay phía dưới nó viết hàng chữ, nhà bố mẹ ở Sài Gòn, và nó ghi địa chỉ nhà ông. Ông gào lên, bà nó ơi, thằng Hoàng, con mình đây nè. Con ơi con từ Bắc vào Nam, sao con không báo trước? Ôi làng nước ơi! Thì ra, năm 1954, bố mẹ của ông tiếc nhà cửa ruộng vườn nên đã không di cư. Ông đành bỏ lại thằng con tên Hoàng lên 10 tuổi để nó ở lại thay ông phụng dưỡng bố mẹ. Còn ông và vợ đã theo tàu há mồm vô Nam. Rồi con ông phải nhập ngũ, rồi xuôi Nam vào giải phóng Sài Gòn. Cụ Chánh nghe đến đây thì nói rằng, chuyện bi thảm quá. Cậu con vượt Trường Sơn, đã vào tới Sài Gòn, đã tìm ra nhà bố mẹ mà số kiếp lại không được gặp mặt, nằm chết ngay giữa nhà bố mẹ. Riêng tôi, tuy ban đầu có số bi thảm vì chồng chết ở chiến khu, hụt di cư vào Nam năm 1954, nhưng may thay cho tôi, năm 1954, thấy chồng chưa về mà ngày hết hạn di cư đã tới gần, tôi đã liều gửi thằng con đi theo chú nó vào Nam. Phải xa đứa con độc nhất, tôi đã sống đơn độc bao nhiêu năm nghèo đói trong chế độ máu lửa ở miền Bắc. Sau năm 1975, tôi vào Sài Gòn tìm con, lại không được gặp con vì nó đã vượt biên tị nạn. Sau khi dò la tin tức, tôi được biết cháu đã đến được Canada, và cháu nó đã bảo lãnh tôi. Năm 1995, tôi đã lên đường, đi một mạch từ Hà Nội sang thẳng Canada. Tôi là người Bắc, đi Canada năm 1995. Các bác đã đặt tên B-95 cho tôi là thế. Mẹ con gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách, thật là một phép lạ. Ngoài ra, tôi lại còn được làm quen với các bác đây, kết tình anh em với các bác. Xin đội ơn Chúa đã ban cho tôi phước lộc quá lớn. Xin tạ ơn các bác đã cho bà lão già này những ngày cuối đời hạnh phúc. Thấy bà cụ có vẻ vui khi so sánh miền Bắc với Canada ngày nay, chị Ba Biên Hòa lên tiếng hỏi, bác đã kể cho chúng cháu nghe nhiều chuyện ngoài Bắc, nhưng có một chuyện chưa hề nghe bác kể, đó là chuyện ca hát ngoài đó. Chắc bác thuộc nhiều bài hát cổ xưa, xin bác hát cho chúng cháu nghe vài bài. Nghe đến lời xin này, thì bà cụ B-95 lắc đầu ngay. Lão là người nhà quê dốt nát, ngày xưa chỉ biết ru con à ơi, còn ngoài đường thì chỉ nghe tiếng hồ sung phong, hồ bắn giết, chỉ thấy toàn máu lửa. Thôi xin tha cho lão việc này. Chị Ba Biên Hòa nói với cả làng, sở dĩ tôi xin cụ B-95 hát là vì tôi thấy cụ thích hát lắm. Những lần tôi cho cụ xem băng Thúy Nga và Asia, cụ vui mừng hết sức. Cụ cứ tấm tắc khen sao mà lời hát êm ái ngọt ngào, đầy tình yêu thân ái như vậy. Cụ còn hát theo nữa đấy. Tuần qua, tôi cho cụ coi băng của André Rieu, cuốn Festa Mexicana 2014, trong đó có bài Bésame Mucho. Cái cô ca sĩ gì đó hát hay vô cùng. Cô hát như đang sống thực bài đó. Cô vừa hát vừa khóc. Cô đã làm nhiều người khóc theo
khán giả đã đồng loạt đứng lên vừa vỗ tay, vừa hát, vừa khóc. Nghe xong, cụ còn bắt tôi cho nghe lại mấy lần nữa. Các cụ biết bài Besame Mucho này chứ? Bài của nhạc sĩ Consuelo Velasquez, người Mexico. Besame, besame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Hãy hôn em thật nhiều. Khúc ca năm xưa dành tặng anh. Hãy hôn em thật nhiều, như một câu chuyện tình yêu không phôi pha. Chị ba kể xong, hứng quá, bèn cất tiếng hát. Không ngờ làng tôi ai cũng biết bài ca nổi tiếng này. Làng tôi đã hát bài hát này rất say mê, y như lần trước làng tôi đã hát bài Que Sera Sera. Lần trước, dân làng đã hát theo cô Doris Day. Lần này, hôm nay dân làng đã hát theo cô ba Biên Hòa. Bài ca hay quá sức, được ngẫu hứng và hát đi hát lại, hát mãi mới thôi. Rồi cụ B95 quay vào anh John, là thần tượng của cụ. Cụ xin anh kể chuyện cười. Cụ bảo, bữa nào không được anh cho cười thì bữa đó tối về ngủ không ngon. Anh John nói ngay, cháu có nhiều chuyện lắm, biết kể chuyện gì bây giờ? Thôi bữa nay, để cháu kể chuyện cái tên trong tiếng Việt nghe. Rằng phái nữ thường có những tên rất đẹp, rất thơ. Nhưng các anh nào sắp lấy vợ thì nên cẩn thận. Chẳng hạn cô tên là Anh, như Hoàng Anh, Kim Anh, Xuân Anh. Ai cưới được cô tên Anh thì khi gọi tên vợ xin chớ có gọi tắt. Đừng bao giờ gọi Anh ơi, mà phải gọi Hoàng Anh ơi. Kẻo người ngoài nghe bạn gọi vợ anh ơi, thì sẽ cho là kỳ cục. Phải gọi vợ là em ơi, chứ sao gọi là anh ơi. Riêng phái nam, thì các cô nhớ tên thương, lấy nhau rồi. Vợ đừng nên gọi tên chồng là anh thương ơi. Thiên hạ bên ngoài sẽ thắc mắc. Vợ chồng âu yếm nhau thì để lúc riêng tư. Chứ lúc trước mặt mọi người mà cứ gọi anh thương ơi, thì nghe kỳ cục quá. Cả làng cười ầm lên về cái nhận xét này. Anh John còn kể chuyện mấy năm trước, có một bà bạn của chị ba, tên là Mỹ Dung. Bà này định mở nhà hàng và muốn đặt tên là Mỹ Dung Restaurant. Đối với người Việt Nam thì cái tên này đẹp quá rồi còn gì. Thế nhưng khi chuyện này tới tai anh John thì anh càng ngày rằng chữ Dung trong tiếng Việt Nam thì nghĩa là quá đẹp, quá thơm. Nhưng trong tiếng Anh, chữ Dung có nghĩa là phân của thú vật, không thơm chút nào. Người da trắng sẽ hiểu là nhà hàng bán phân thú vật của tôi. Và rồi anh John kể tiếp. Những ai có tên là Lý Văn Cư, Cứ, Cử, Cự thì hãy chú ý nha. Rằng khi viết tên theo lối Canada thì phải đảo ngược và bỏ dấu sắc, dấu huyền đi. Và tên riêng phải đi trước tên họ. Những mỹ danh này sẽ biến thành Cu Ly hết. Tôi đang là Lý Văn Cử, sao lại gọi tôi là Cu Ly? Một nhà có 4 anh em tên Cư, Cứ, Cử, Cự. Nếu có điện thoại gọi đến xin nói chuyện với Cu Ly thì quả thực không biết rõ là muốn nói chuyện với ai. Chính vì thế mà đa số phe ta đã chọn thêm cái tên Peter, Paul, John đứng ở đầu. Lúc đó thì sẽ không còn nhầm lẫn. Anh John xin hết chuyện vì hôm nay anh đã nói nhiều. Anh xin cụ chánh cho biết làm cách nào mà cụ sống vẫn vui tươi và khỏe mạnh. Cụ trả lời ngay. Lão chẳng có bí kíp gì cả, ngoài việc sống theo thiên nhiên. Ngày nào lão cũng đi bộ ít là nửa giờ. Đây là phương pháp phòng ngừa ung thư tốt nhất. Thứ hai là vui cười luôn luôn. Tiếng cười có thể đẩy nhanh nhịp tim và cung cấp oxy cho não. Theo các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha, thì con người càng cười nhiều thì càng khỏe mạnh. Lão thấy sách báo ca tụng tiếng cười rất nhiều. Bài nào cũng nói tiếng cười là thuốc trường sinh.
lão không mong trường sinh, mà lão chỉ mong sống ngày nào cũng đầy ắp tiếng cười. Tiếng cười bao giờ cũng làm mình vui và người khác vui. Bước thứ ba là ngày nào lão cũng ngồi thiền. Đây là lúc lão cầu nguyện sốt sắng nhất. Vừa nghe được tiếng mình thở, vừa như nghe có tiếng Chúa bên tai. Con hãy mến Chúa và yêu tha nhân như chính mình. Kính chúc các cụ một mùa xuân phục sinh hạnh phúc, có tâm tình tốt đẹp như cụ chánh tiên chỉ làng chúng tôi. Amen.